Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã tạo động lực to lớn, góp phần khuyến khích công nhân, người lao động nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tính sáng tạo, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp và đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều anh chị đoàn viên, công nhân, người lao động của thành phố bằng sự sáng tạo, trí tuệ và tinh thần học hỏi không ngừng đã mang đến những cải tiến máy móc, thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu, tạo ra những công trình nghiên cứu trí tuệ có giá trị lớn, được doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá cao. Sau đây, Diễm Loan xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi về một nữ đoàn viên đã đạt được những thành quả nổi bật trong việc thực hiện phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong giai đoạn vừa qua trong chuyên mục Chuyện chưa kể ngay sau đây. Chị Dương Thị Ngọc Hân, trưởng phòng công nghệ thông tin của công ty cổ phần cấp nước Trung An, tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bắt đầu làm việc tại công ty vào năm 2014 với vị trí sửa chữa, khắc phục các sự cố máy tính. Khi ấy, nhiều hoạt động của công ty còn làm thủ công nên có nhiều vấn đề bất cập. Với niềm đam mê lập trình, chị Hân đã chủ động tham gia vào tổ phát triển và được công ty tạo điều kiện học thêm về kỹ năng lập trình. Cũng từ đây, chị đã có nhiều sáng kiến, ứng dụng giúp ích cho khách hàng và doanh nghiệp. Với những kết quả đã đạt được trong quá trình phấn đấu làm việc và cống hiến, chị Dương Thị Ngọc Hân là một trong những gương điển hình trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất là may mắn khi mà được tham gia vào cái nhóm phát triển từ cái buổi đầu mà công ty ứng dụng công nghệ thông tin vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Lúc đó thì thực trạng công ty là một số cái hoạt động của công ty còn thủ công, sử dụng bằng giấy, rồi nhập liệu bằng thủ công. Với lại hòa cùng xu hướng phát triển của thành phố chuyển đổi số thì Trung An đã phát triển ra những cái ứng dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là cái quản lý mạng lưới cấp nước tại đơn vị. Hơn 10 năm gắn bó với công ty, chị Dương Thị Ngọc Hân có rất nhiều sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp. Nhưng trong đó, chị vẫn tâm đắc nhất với sáng kiến ứng dụng thay đồng hồ nước. Trước đây, quá trình này được làm thủ công, nhân viên phải đến văn phòng lấy danh sách, sau đó tiếp cận khách hàng để thay đồng hồ. Với ứng dụng của chị Hân, việc thay đồng hồ nước đã trở nên dễ dàng hơn. Nhân viên tiếp nhận thông tin thay đồng hồ nước trên ứng dụng qua điện thoại ở bất cứ đâu, từ đó giúp rút ngắn quá trình đi lại. Và từ những ngày mà chập chững vào phòng công nghệ thông tin làm thì tôi luôn được chị Hân hướng dẫn và tận tình. Thì đó cũng là một cái gương sáng để tôi học tập theo, để sau này có thể tiếp tục phát huy và tạo ra những cái sáng kiến mới để phục vụ cho công ty. Đối với tôi thì chị là một người lúc nào cũng có những sáng kiến sáng suốt, làm việc hết mình và không ngại đương đầu với những khó khăn. Mà đối với người đồng nghiệp thì chị là một người lúc nào cũng quan tâm đến những người xung quanh, luôn hỗ trợ hết mình, tạo điều kiện để mọi người cùng phát triển. Không chỉ là một gương điển hình trong lao động giỏi với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại đơn vị của mình, chị Dương Thị Ngọc Hân còn được đồng nghiệp yêu mến, quý trọng bởi lối sống hòa đồng, giản dị, thân thiện của mình và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp. Chị Dương Thị Ngọc Hân là một cán bộ về của công nghệ thông tin của công ty, nó có chuyên môn rất là vững. Thì trong những năm qua thì chị Hân đã đóng góp rất là nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất và cho mang lại lợi ích cho công ty. Thì những sáng kiến này đã đem lại hiệu quả thiết thực và những nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả cho người lao động tại đơn vị cũng như là hiệu quả hoạt động của sản xuất kinh doanh của công ty. Không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn, chị Dương Thị Ngọc Hân còn là người kỹ sư không ngại khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do công ty công đoàn tổ chức. Với những thành tích nổi bật, chị Dương Thị Ngọc Hân nhiều lần được lãnh đạo đơn vị và tổng công ty tuyên dương khen thưởng. Ngày 20 tháng 8 năm 2024 vừa qua, chị Dương Thị Ngọc Hân đã được Liên đoàn Lao động thành phố vinh danh là một trong 15 cá nhân tiêu biểu được trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24 năm 2024. Những nỗ lực và niềm đam mê sáng tạo của chị còn truyền cảm hứng cho những đồng nghiệp trẻ học tập và tạo ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hơn nữa tại đơn vị của mình, góp phần mang đến hiệu quả tích cực hơn nữa trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố.
và thực hiện chủ đề năm 2024, quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội.